chợ hả? Trời ơi dễ thương quá à. Cô được cứu ông táo phải không? Đúng rồi. Cô đố con gái nha. Dạ. Mình cúng ông táo là mình cần gì? Cúng ông táo. Đúng rồi, con đúng cá. Rồi, con cần con cá. Mà cô nói con nghe nè, con thử suy nghĩ nha. Nếu như á con là con cá, dạ, con đang đi ở trên đường. Cá sao đi trên đường? Con là con cá, con đang bơi ở trên đường. Trên đường sao bơi? Con là con cá, con đang bơi trong hồ. Sao bơi? Ê, tao nói đúng rồi nghe. Con là con cá, con đang bơi trong hồ. Rồi người ta bắt con về, người ta đem cúng. Con có vui không? Sao gì đâu, bình thường mà. Cúng xong mình về thỉnh xuống ăn. Không được vui. Hả? Không được vui, bị bắt không được vui. Không, bình thường mà đâu bị đâu. Bị bắt không được vui. Buồn cho cô. Chạnh lòng quá. Đúng rồi. Bởi vậy cô nói con á, con đừng có bắt cá sống về con nuôi. Cô có cái sản phẩm này nè, đặc biệt lắm. Gì con trời? Mua cái này về á. Đó, xong rồi con quá thân làm con cá nè. Con thấy không? Con thấy không? Con quá thân làm con cá nè. Hay á cô. Đó, đó đúng rồi đó con. Còn vậy rồi cúng xong rồi ông táo cởi con về trời luôn. Rồi tao cởi mày về luôn. Con nói một tiếng trả lời một tiếng nó không nhịn trời. Nhưng mà con phải đi chợ mua đồ cho mẹ con. Con mua cái gì? Mẹ con kêu mua trứng. Con trứng gì? Trứng gà. Nhưng mà đây con cá đẻ ra con gà mẹ. Mua con cá nào đẻ ra con gà hết á mày. Con cá đẻ ra mày được luôn á. Con miệng quá trời nó không nhịn tôi tiếng nào luôn á. Lại trễ rồi. Mua đi con. Không được, con mà mua của cô là mẹ con đánh con chết. Con mà không mua cô cũng đánh con chết đó. Nhưng mà bao nhiêu? 120. Trời ơi dễ thương quá à, mua đi con. Đó. Ừ. Dạ chắc là mẹ con thích đó. Ừ mẹ con thích lắm. Gọi đi đây. Dạ. Gọi đi về đi con. Ơi, con mẹ quá. Mẹ mình kêu mình mua trứng mà mình mua được con cá. Chắc mẹ mình tự hào lắm đây.